Ma Thổi Đèn Quyển 1 Chương 9 Cuộc Trùng Phụng Tôi mặc bộ quân trang không có phù hiệu trên cổ Quy hiệu trên mũ Cảm giác gượng gạo thế nào thì khỏi cần phải nói rồi Muốn bước đi cũng không nhấc nổi chân lên Về đến nhà phải ăn nói sao với bố đây Ông già mà biết tôi bị quân đội đuổi về Chắc sẽ rút thắt lưng da quật cho tôi đến chết mất Mười phút sau Tàu đã về đến bến Tôi bước đi lòng vòng ở cửa Mà chẳng dám vào nhà Cứ thế đi đi lại lại ở trên đường Không mục đích Trong lòng thầm tính toán Bịa ra một câu chuyện Để mà nói dối với ông già cho qua vụ này Sắc trời dần tối Bóng xế tà Tôi vào một quán cơm Định ăn chút gì lót dạ vừa nhìn thấy tờ thực đơn đã giật bắn cả mình. Bao năm nay căn bản tôi có ra ngoài ăn cơm hàng đâu. Giờ thức ăn sao mà đắt vậy? Một đĩa ngư hương nhục mà những sáu tệ tính ra hơn ba ngàn tệ tiền phục viên của tôi cũng chỉ vừa đủ ăn có năm trăm đĩa thôi. Tôi gọi hai bát cơm, một đĩa thịt gà xào và một chai bia. Cô phục vụ trẻ cứ giới thiệu cho tôi món tôm hầm gì đó. Nhưng mà tôi sống chết không chịu Cô ta lẩm bẩm chửi một câu rồi trợn mắt hậm hực đi bê thức ăn lên. Tôi cũng chẳng buồn chấp con bé ấy. Tôi nhập ngủ chẳng 10 năm, đổ cả mồ hôi cả máu vào sinh ra tử mà chỉ đáng có 500 đĩa ngư hương nhục. Nghĩ tới đây, tôi thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Có điều liền sau đó tôi lại nghĩ, so với các đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường trong núi tuyết thì tôi có tư cách gì mà đòi hỏi nữa đây? Đúng lúc này, bên ngoài có một người khách bước vào, trên mặt đeo kính mắt ếch, hàng nhái kiểu Mỹ. Tôi thấy cách ăn mặc của anh ta rất hợp thời trang nên cũng liếc nhìn mấy cái. Người kia cũng quay sang nhìn tôi, xăm soi một lúc, sau đó bước lại ngồi đối diện. Tôi nghĩ bụng, cái thằng cha này bị sao vậy chứ, bàn trống thì đầy ra không ngồi, cứ nhảy đại vào đây chen chút với ông làm gì. Liệu có phải là quân lưu manh định dở trò gì hay không chứ, Tiên sư mày Ông đang ngứa ngái đây Mày lại gãi đúng vào Ông đang bực mình Đang định tìm thằng nào đó Đập cho một trận đây Có điều nhìn bộ dáng tên này Thì lại thấy hơi quen quen Với lại Cái cặp mắt kính to trền ền kia che rồi Tôi nhất thời chẳng nhớ ra nổi Hắn là ai nữa Thằng cha hãy cái giọng kính lên Lên tiếng trước Thiên dương dùi cọp đất Ủa Tôi thấy câu này nghe quen lắm Bèn buộc miệng trả lời Bảo tháp trấn ma xong Đối phương lại hỏi Mặt sao đỏ thế Tôi dựng ngón cái lên đáp Chưa tìm được vợ đang sốt sẵn đây Vậy sao mặt lại trắng ra kia thế Lấy phải con cọp cái Nó mạc cho phát kiếp. Hai thằng tôi cùng lúc Ôm chầm lấy nhau Tôi nói với hắn Tuyền béo Trời ơi cậu không ngờ là hồng quân trung ương lại trở về đúng không tuyền béo cảm động suýt khóc nhất ơi là nhất anh em hồng quân trời nam đất bắc cuối cùng lại hội quân ở thiểm bắc rồi mấy năm trước chúng tôi thư từ qua lại rất nhiều nhưng mà xa xôi cách trở nên mãi không gặp được ai ngờ vừa về đến thành phố đã gặp lại nhau ở quán ăn thật là khéo thế không biết bố tuyền béo còn làm to hơn cả bố tôi nữa chỉ tiếc hồi cách mạng văn hóa bố cậu ta không chịu nổi đấu tố chết trong chuồng bò mấy năm trước tuyền béo về thành phố tìm việc làm hơn một năm thì đánh nhau với lãnh đạo tự bỏ ra ngoài đi buôn ngược lên miền bắc bán các băng nhạc đang thịnh hành ở chỗ của chúng tôi bao nhiêu năm không gặp rồi hai chúng tôi uống cho mặt đỏ gây đỏ gắt tôi cũng quên khuấy việc bịa chuyện để nói dối về đến nhà rượu vào lời ra Tôi đem tất cả mọi việc Đã trải qua để nói hết với bố Chẳng ngờ ông chẳng hề tức giận Ngược lại còn rất vui nữa chứ Tôi nghĩ bụng Chắc ông ấy, càng ngày càng già Giác ngộ càng thấp Thấy người ta không cần con mình ra trận nữa Mà vẫn vui Bàn chuyển công tác Sắp xếp cho tôi làm phó phòng vệ sinh Của một xưởng sản xuất thực phẩm Tôi ở trong quân ngũ lâu quá rồi nên chẳng muốn sống cái cuộc sống công sở vào ca, tan ca theo quy luật nữa, nên tôi chẳng đi nữa mà theo tuyền béo lên phương Bắc làm ăn. Thời gian qua cũng thật nhanh, thấm thoát đã bước vào thập niên 80, chúng tôi cũng đầu ba cả rồi, công việc làm ăn ngày một tệ hại, đừng nói là dành tiền lấy vợ, đến bữa ăn bây giờ cũng sắp thành có vấn đề rồi chúng tôi thường xuyên phải xin tiền nhà để mà giải quyết nỗi lo trước mắt. Hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời không một đám mây, hai chúng tôi mỗi đứa đeo một cặp kính râm, mặc quần ống rộng đẩy xe ba bánh đi dọc đường phố Bắc Kinh. Trên xe kê những tấm dáng bày đầy băng cassette. Trên nữa thì đặt một chiếc đài cũ rích, bật những ca khúc lưu hành ở Đài Loan thời đó, vừa đi đôi loa vừa kêu ý ới. Cô cụ nữ sinh đeo kính chạy lại, chọn mãi không được cái nào, hỏi có Dương Thiết Khực hay là Tạ Lệ Tư không? Bằng ấy, đợt trước bọn tôi cũng có lấy hàng rồi, nhưng mà đã bán sạch từ hai hôm trước. Tuyền Béo cười nhăn nhở trả lời, Ôi trời, bà chị ơi, giờ thời buổi nào rồi mà còn nghe mấy cái bài ấy, nghe Đặng Lệ Quân, Thiên Bách Huệ hay là Trương Ngãi Giai không? Lấy mấy băng về nghe thử đi, thề có chủ tịch mau, nghe hay phê lắm đó. Cô nữ sinh thấy Tuyền Béo không ra dáng người tốt liền bỏ đi luôn. Tuyền Béo chửi ra rã phía sau. Đồ điên, ra vẻ tử tế lắm, còn đòi nghe khiết với trả lợi, trong mặt bợm đã thấy kiết lỵ rồi. Tôi bảo, sao giờ cậu đổi sang cái giọng Bắc Kinh thế? Nói tiếng phổ thông không được sao? Giả giờ làm người thủ đô làm gì? Làm ăn ở Bắc Kinh khó khăn quá, vài bữa nữa có khi chạy xuống Tây An cho dễ sống. Tuyền Béo định biện bạch rằng tổ tiên cậu ta là người Bắc Kinh Nhưng mà chưa kịp nói dứt câu thì bỗng dơ tay chỉ về phía đầu đường Thôi bỏ mẹ rồi, bọn quản lý đến quét rồi kìa, chuồn lẻ đi Hai chúng tôi đẩy chân chổng xe rồi chạy thục mạng Luôn lách mấy ngõ cuối cùng thì chạy ra đường lớn Tôi nhìn chung quanh thấy quái lạ Sao mình lại chạy tới chợ đồ cổ Phan Gia Viên thế này Cả con đường đều buôn bán đồ cũ cả, thậm chí cả quân chương tượng của Mao Chủ tịch cho đến sách bìa đỏ đều có người thu mua. Các loại bình ấm, đồng hồ, hài thêu gấm, tam thốn kim liên, tiền xu nó chất thành đống, rồi nào là bình thuốc hít, các thứ đồ gia cụ, mẫu thuốc, dần dần, cái gì cũng có cả. Tuyền Béo có một miếng ngọc bội gia truyền, từ trước đến nay luôn đeo ở trên mình. Miếng ngọc ấy là do một vị thủ tướng của quân đoàn giả chiến Tây Bắc tặng cho bố cậu ta. Năm đó, ông này đem quân tiến vào Tân Cương đã tiêu diệt một đám thủ phỉ ở ốc đảo Nê Nhã. Và miếng ngọc này đã tìm được trên người của tên cầm đầu. Tuy bảo nó là ngọc bội nhưng mà thực ra hình dạng không giống lắm. Tạo hình kiểu cổ xưa mà rất quái dị. Bên trên khắc họa tiết lằn ngoằn, vừa giống bản đồ lại vừa giống chữ viết, chẳng hiểu để làm gì nữa. Tuyền Béo đã cho tôi xem cái miếng ngọc này rất nhiều lần. Nhà tôi trước kia cũng có không ít đồ cổ, thở nhỏ lại từng nghe ông nội giảng cho nhiều về đồ vàng, đồ đá, đồ ngọc. Có điều cái miếng ngọc này niên đại giá trị ra sao thì tôi chịu không nhìn ra được. Tuyền Béo định đem miếng ngọc bán đi lấy tiền làm vốn, nhưng mà tôi đã ngăn lại. Đây là di vật của bố cậu, con cầm cự được ngày nào thì đừng có bán ngày ấy. Chúng ta cũng nào đã đến bước đường cùng đâu nếu quẩn quá thì nếu mà quẩn quá thì tớ sẽ xin tiền của ông bà già đằng nào lương trợ cấp của ông bà già nhà tớ cũng đâu có ít đâu nếu mà túng quẩn quá thì tớ sẽ xin tiền ông bà già đằng nào lương trợ cấp của ông bà cũng đâu có ít đâu bọn tôi thấy lề đường có chỗ trống liền dựng xe ba bánh lại đó đi mua hai suất lòng nên để ăn trưa món lòng nên bánh thực ra là canh lòng lợn nấu với bánh nướng cắt nhỏ hơn một tệ một bát thôi mà vừa ngon vừa rẻ nữa bác của tôi bị bỏ quá nhiều ớt ăn cay xè cả lưỡi nước mắt nước mũi nhòe nhẹt tuyền béo ăn được hai miếng rồi nói với tôi nhất này mấy năm nay tôi vốn định dắt cậu đi phát tài nào ngờ kinh tế cả nước đều biến động giờ buôn bán nhỏ không kiếm được nữa phải làm to mới ăn chẳng như hồi tôi mới mở quầy cả cái bắc kinh này chẳng có đến ba chỗ bán băng nhạc đúng là khổ lây cho cậu rồi mà trước khi về hưu bố cậu cũng là sư đoàn trưởng đãi ngộ như phó chủ tịch thành phố rồi chẳng bằng cậu về quách bảo ông già lo lót cho việc làm cái gì đó ở trong cơ quan đừng có đi theo tớ chịu khổ nữa tôi vỗ vào cái bụng béo của cậu ta nói người anh em Tớ cũng nói thật lòng với cậu này nha Tớ mà muốn đi làm cơ quan thì lúc nào cũng đi được Nhưng mà tớ không dám đi Cậu có biết tại sao không? Tại tớ sợ Tớ mà cứ ngồi yên một chỗ Đầu óc sẽ chẳng nghĩ được cái gì khác cả Chỉ toàn là nhớ về những đồng đội đã hy sinh Bọn họ cứ lỡn giỡn trước mắt tớ Mỗi lần như thế Lòng của tớ lại đau quặn lên Bọn mình bây giờ chạy đôn chạy đáo Bận biệu làm ăn chí ít cũng khiến cho tớ phân tâm mà nghĩ chuyện khác. Chứ nếu không chắc tớ thần kinh mất thôi. Ở trong quân đội ngần ấy năm, chẳng học được gì, chỉ học được mỗi cách cổ động sĩ khí. Tôi an ủi tuyền béo. Anh em mình bây giờ chưa được coi là khổ lắm đâu, vẫn còn lòng nín ăn rồi. Nhớ cái hồi tôi ở trong núi Côn Luân, mẹ tiên sư nó, thế mới gọi là khổ ấy chứ. Cô bận Tết, mọi người nhớ nhà cả, nhiều lính mới cứ lén lút khóc. Sư trưởng thấy thế, vội bảo mọi người gói bánh chẻo cải thiện bữa ăn. Ăn mấy cái bánh chẻo ấy, nói ra chắc cậu chẳng tin. Trong núi Công Luân chẳng có rau riết gì, rau còn quý hơn cả vàng nữa. Nhưng mà thịt thì có, bánh chẻo làm ra toàn bao thịt cá thôi. Nhưng mà nơi ấy là dùng cao, nước đun sôi không sôi được, bánh chẻo luộc còn sống. Nhân thịt ở bên trong vẫn còn đỏ, Cậu tưởng tượng ra nổi cái mùi ấy nó thế nào không? Thế mà tớ còn ăn đến cả chục cái, no suýt dở bụng. Thèm mà, mấy năm đâu có thứ gì được ăn chín đâu, thèm giải cả ra. Ngay ngày hôm sau, tớ bị đưa vào bệnh viện, tiêu quá không nổi ấy mà, bụng thì cứng như sắt. Cậu còn nhớ trong quyển Hồng Nham viết gì không? Đêm trước khi cách mạng thắng lợi luôn là đêm lạnh lẽo nhất chuyện làm ăn của chúng ta không thể lúc nào cũng thế được đâu, bằng cách xét bán không chạy thì ta bán cái khác vậy. Tôi bật đài lên, hai cái loa lập tức cất lên tiếng nhạc, cái đài đã tương đối nát, chất lượng âm thanh thì cũng rất kém. Cho dù bài hát có hay hơn nữa mà qua cái đài này á thì cũng giống như là khu chiên gõ trống vậy thôi. Nhưng mà tôi và Tuyền Béo đều không thấy khó nghe, dù sao cũng hay hơn chúng tôi hát rất nhiều rồi. Tuyền béo sau khi nghe những lời giáo dục tư tưởng sâu sắc mà dễ hiểu của tôi, tâm tình cũng cởi mở hơn nhiều. Cậu ta vừa vỗ đùi, vừa cất cao giọng rao hàng theo nhịp nhạc bằng cách xét nguyên bản Hồng Kông, Đài Loan đây, Đại Hạ giá đây, chỉ lấy tiền vốn thôi, ai mua đây? Người đi đường và cả những quầy buôn bán xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò bên cạnh có một bàn tay bày sạp trên vỉa hè bán đồ cổ hắn lại gần chào hỏi vừa nhoén miệng cười đã lộ ra ngay một chiếc răng vàng chóe răng vàng rút thuốc ra mời hai bọn tôi tôi đón lấy điếu thuốc nói um, hẳn xỉn đấy thuốc lá mỹ marlboro à răng vàng vừa chăm thuốc cho tôi vừa nói hai ông anh bán băng nhạc ở chợ đồ cổ phan gia viên là nhất rồi đấy mấy phố quanh đây không có người thứ ba nghĩ ra món hàng này đâu tôi rít một hơi thật sâu rồi nhả hai luồng khói trắng qua lỗ mũi thứ thuốc lá mỹ này đã thật tôi ngẩng đầu nói với răng vàng ông anh đừng có chế giễu thế chứ anh em chúng tôi vừa chạy cái bọn cục công thương á vô tình tới chỗ này thôi nghỉ một lát rồi đi luôn đây dòng do tam quốc một hồi cuối cùng hóa ra không phải là người xa lạ gì nhà răng vàng ở đảo hải nam hồi trước từng đi cải tạo ở dân nam bố hắn theo quân giải phóng đợt nam tiến hỏi ra trong nhà có những ai cấp gì sư đoàn nào đại đội nào xem chừng quan hệ với nhau cũng không xa có điều bố răng vàng chẳng phải là cán bộ gì hết bố hắn là thợ đổ đấu dân gian sau này quân quốc dân đảng bắt trai tráng đi tham chiến cũng trong đợt chiến dịch hoài hải đó nhánh quân của bố hắn làm phản tham gia quân giải phóng nhưng mà ông ta cũng chỉ là làm tay đầu bếp mà thôi sau đó bố hắn tham chiến ở triều tiên bị đông cứng một cái chân liệt luôn nửa người mãi cho đến khi cải cách mở cửa mới từ hải nam rời lên bắc kinh gom góp đồ cổ buôn bán biết nói không bằng biết nghe hắn kể nghe hay lắm cái gì thợ đổ đấu này nọ chẳng qua cũng chỉ là cái thằng đào mã trộm thôi mấy thứ này người khác nghe không ra nhưng mà tôi từ nhỏ Được ông nội nuôi lớn Những chuyện như vậy Ông kể cho tôi nghe đâu có ít Nhà nghề dơ tay Nhìn cái biết ngay Bàn sâu thêm chút nữa Tôi mới hỏi răng vàng Nhà bác trước từng làm mô kim hiệu quý à Không biết đã mở cái bánh tông bự nào chưa Bánh tông bự là tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ Giống bọn thủ phỉ nói chuyện với nhau Cũng không thể bảo thẳng ra là mình giết người phóng quả mà có nguyên một bộ tiếng lóng riêng bánh tông là để chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo không bị mục rửa mò được bánh tông bự tức là nói gặp phải phiền phức chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi ma ác bánh tông khô là để chỉ cái xác trong mộ đã rửa hết chỉ còn lại một đống xương trắng còn bánh tông thịt nghĩa là chỉ trên xác chết còn nhiều đồ đáng tiền răng vàng vừa nghe tôi nói câu này lập tức tỏ vẻ cung kính cứ nặng nặc mời tôi và tuyền béo ra phu đồng tứ ăn thịt dê tái tiện thể đàm đạo kỹ hơn vậy là ba người dọn dẹp đồ đạc cùng ra đồng tứ chương mười răng vàng trong một quán lẩu ở đồng tứ thực khách đông kính hơi nước bốc lên nghi ngút trong những nồi lẩu tiếng cụm ly chúc tụng nhau vang lên không ngớt chúng tôi chọn một bàn trống trong góc khuất răng vàng liên tục rót rượu tôi nhủ chắc định chuốt cho mình sai rồi moi thông tin đây liền vội ngăn lại kim gia cái thứ nhị oa đầu này nặng quá thằng em đây tự lượng kém xin uống bia vậy vừa ăn vừa trò chuyện chốc lát chủ đề đã quay lại chuyện đổ đấu răng vàng há miệng lấy một ngón tay chỉ vào cái răng vàng rồi nói đây hai ông anh xem cái răng vàng này tôi mua ở Phan Gia Viên đấy Nhổ ra trong miệng bánh tông á Vàng Phật Lan thời tiền minh đấy nha Tôi không nỡ bán đi Đành tự nhổ răng mình rồi Rồi trồng vào đấy chứ Ôi Cái thằng cha này cũng thật là Đang bữa cơm mà nói toàn chuyện tổm lợm quá Càng nghĩ càng thấy buồn nôn có muốn để người ta ăn nữa không đấy Tiếc tiền thì cứ nói thẳng ra cho xong Tôi chuyển chủ đề Nói sang chuyện khác tiền đè tai lũ nô tỳ nghệ thì giỏi áp người trong nghệ chúng tôi nói chuyện lan man về nghệ coi mộ quyệt phong thủy lại kể mấy chuyện hồi làm lính công binh ở núi côn luân răng vàng nghe mà cứ tấm tắc khen hay phục tôi sát đất trước khi bị quốc dân đảng bắt đi lính bố răng vàng là đồ đệ của một cao thủ đổ đấu họ sái người hồ nam rất biết nhiều ngón nghề đào mộ trộm nhưng phép tìm mộ quyệt thì chưa học được bởi ngày bản thân của sái tiên sinh, sư phụ của ông ta cũng đâu có hiểu thuật phong thủy này. Sau năm dân quốc thứ 12, Lý ấp tứ, nông dân thành Lạc Dương mới phát minh ra sẻn Lạc Dương. Trước đây, sẻn Lạc Dương còn chưa lưu hành, phái trộm mộ của bọn họ chủ yếu là dùng mũi ngửi để duy trì độ nhạy của mũi. Những thứ như đồ cây và bia rượu họ đều phải kiên hết. Người ta dùng sẻn sắt xiên xuống đất rồi rút ra đưa lên mũi ngửi các thứ mà mùi xẻng sắc mang từ dưới đất lên ngoài ra còn dựa vào cảm giác ở tay khi mà đào đất nữa dưới đất trống rỗng hay là có gỗ có gạch ngói cảm giác chắc chắn là khác nhau Thực ra cách này cũng na ná như nguyên lý đào đất của sẻn lạc dương Chỉ có điều một đằng là dùng mũi ngửi, một đằng là dùng mắt nhìn Đất mà sẻn lãng dương mang lên có thể quan sát rõ thành phần thổ nhưỡng Nếu có mảnh sứ, mảnh giải, miếng gỗ hay là vàng bạc đồng chì sắc thiết Hay là thủy ngân gì đó, hay cả đất nện luôn Những thứ ấy đều chứng minh dưới đất có mụ quyệt Đồng thời cũng có thể dựa vào các đầu mối ấy ước đoán niên đại cùng kết cấu bố cục của mộ cổ ở bên dưới. Có điều thuộc ngữ đất kia đến đời răng vàng thì đã thất truyền rồi, bố hắn thì hai chân bị tàn phế, bản thân hắn thì hen suyễn bẩm sinh, vậy nên không làm mô kim hiệu quý nữa. Người làm nghề này thông thường đều thấy không ít đồ thật, hắn chính là dựa vào chút nhãn lực đó mà đi buôn đồ cổ. Tôi bảo đùa rằng tai nghề của ông tổ nhà anh vẫn hơi thấp đấy tôi nghe người lớn trong nhà kể chuyện đổ đấu cao thủ đích thực không cần dùng xẻng sắt hay là xẻng lạc dương làm gì toàn cách đần độn cả người có bản lĩnh chỉ cần đi đến một nơi nhìn qua một cái là biết ngay dưới đất có mộ cổ hay không chôn ở vị trí nào kết cấu ra sao phạm nơi nào phong thủy cực tốt ắt có mộ lớn người được chôn trong ấy sinh thời chẳng hạn tầm thường trong mộ chắc toàn là bảo bối Đại gia chân chính đều coi khinh mấy thứ như sẻn lạc dương Bởi nếu đất đai không đủ khô ráo Hiệu quả cũng giảm đi rõ rệt Đặc biệt là ở vùng Giang Nam, Trù Phú Lượng mưa rất nhiều Bao nhiêu mộ cổ đều chìm ngập trong nước ngầm Tầng đất ở chỗ ấy đã bị xối cho nát ba nát bét rồi Răng vàng nghe tôi khua môi múa mép một hồi Thì lại càng sung bái Bác nhất à Em phục bác rồi đấy Vẫn có câu Câu gì nhỉ Sớm nghe đạo chiều chết được rồi vậy Được nghe cao luận của bác Coi như em đã không uổng sống đến chừng này tuổi rồi Nhân tài vừa hiểu thuộc phong thủy Lại từng làm công binh Hiểu biết về thổ mộc công trình như bác đây Thật đúng là chỉ có thể gặp Mà chẳng có thể cầu Có bản lĩnh như bác mà không làm mô kim hiệu quý Thì tiếc lắm đấy Tôi lắc đầu Chuyện thất đức ấy tôi không muốn làm Những điều tôi nói vừa nãy Đều nghe nội của tôi kể lại thôi ông cụ năm xưa cũng từng làm mô kim hiệu quý kết quả là gặp phải bánh tông bự suýt nửa đền mạng đấy răng vàng nói nguy hiểm chắc chắn là có nhưng thủ dài cái móng lừa đen vào mình là yên tâm ngay giả lại vẫn có câu trộm cũng có đạo cái tiếng đổ đấu không được tốt cũng đều do cái bọn trộm giặc hạ lưu làm hỏng thôi cây ngữ chúng nó no căn bản đâu phải là người trong nghề không biết quy củ chỗ nào cũng phá hoại làm sao mà người ta không cấm cho được lịch sử của nghề đổ đấu này truy nguyên ra e cũng không dưới ba ngàn năm rồi xưa kia từ thời tam quốc tào tháo có một đám quân chuyên đi đào lấy của cải trong mộ để mà sung quân phí thế nên chúng ta mới gọi nghề này á, là mô kim hiểu quý trước khi giải phóng nghề đổ đấu cả thảy phân ra làm bốn lưu phái đông tây nam bắc đến những năm tám mươi nhân tài rơi rụng đã chẳng còn lại được mấy người vài người sót lại cũng đều rửa tay gác kiếm chẳng làm nữa rồi đám ranh bây giờ toàn là lũ trai làng nhàn hạ kéo bè kéo lũ đi đào mồ quật mã nhưng mà nào có biết các quy định hai không lấy một ba hương ba lại thổi đèn mò vàng của nhà nghề ôi biết bao đồ quý giá đều bị quỷ hoại trên tay chúng cả răng vàng cảm khái một hồi đoạn nói với chúng tôi thằng em này cấm ở Phan Gia Duyên chơi mấy món này bao năm rồi. Hai ông anh sau này có thứ gì hay, em có thể phụ trách liên lạc bên mua. Giá cả hai ông anh cứ tự bàn bạc, nếu thành thì cho em ít hoa hồng là được rồi. Tuyền béo cứ mãi ăn uống, lúc này cũng đã khá no, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền lấy miếng ngọc trong người, đưa cho răng vàng giám định xem được bao nhiêu tiền. Răng vàng coi một lúc, lại đưa lên cánh mũi ngửi dài phát, phán rằng anh béo miếng ngọc của bác là ngọc tốt đấy chí ít cũng không dưới ngàn năm lịch sử đâu Ừm, uhm, khả năng còn sớm hơn nữa có lẽ là trước cả thời đường chữ viết ở trên không phải là chữ hán là gì thì thằng em này không nhìn ra được nhưng mà chắc chắn đáng giá không ít đâu nhưng trước khi định giá cụ thể thế nào á ông anh giữ lại chứ đừng ra tay sớm quá nghe kẻo lỗ lớn đấy miếng ngọc này sao ông anh lại có vậy Nhắc đến lịch sử gia đình Tuyên Béo liền trở nên hứng khởi Lai lịch của miếng ngọc này kể ra thì dài lắm Thôi để tôi kể vắn tắt thế này Miếng ngọc này bố tôi được ông bạn hồi tham gia cuộc bạo động Hoàng Ma tặng cho Ông bạn bố tôi bây giờ là thủ tướng đứng đầu bộ tư lệnh quân giả chiến Lúc mang quân vào Tân Cương Đội quân của ông ta gặp phải một nhóm thổ phỉ Bọn này cũng thật là muốn chết quân cảnh vệ hộ tống lãnh đạo cấp cao nhất của quân giải phóng lẽ nào toàn ăn cơm không chẳng đến năm sáu phút hơn một trăm tên thổ phỉ đã bị tiêu diệt sạch khi thu dọn chiến trường quân lính phát hiện ra miếng ngọc này trên người của tên đầu sỏ ông ta liền lấy luôn làm quà lưu niệm đem tặng bố tôi còn chuyện trước đó như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm chúng tôi cứ thế ăn nhậu cho đến hơn mười hai giờ đêm mới rã đám Trước lúc ra về, răng vàng tặng cho hai chúng tôi mỗi người một món đồ cong như móc câu, dài hơn một tấc, đèn bóng cứng nhắc. Bên trên còn khắc hai chữ triện, xem dạng chữ thì có lẽ là hai chữ mù kim. Món đồ này niên đại xa xưa, chắc là cổ vật, một đầu bị đục lỗ, luồn dây đỏ qua, có thể đeo lên cổ làm đồ trang sức. Răng vàng nói, anh em mình mới gặp mà như đã quen biết từ lâu, hai chiếc bùa hộ mệnh làm bằng vuốt con tê tê này hai bác cứ giữ làm kỷ niệm đi khi nào mà rảnh rỗi thì đến phan gia viên tìm thằng em nghe nước trôi đi mãi non còn đứng trong anh em ta còn gặp lại nhiều mà tôi và tuyền béo quay về căn phòng nhỏ thuê ở gần sùng văn môn vì uống quá nhiều đặt lưng xuống là hai thằng nằm mê mệt luôn cho đến giữa trưa hôm sau sau khi tỉnh giấc nằm trên giường nhìn trần nhà thấp lè tè tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều cái nghề trộm mộ này đối với tôi thật ra chẳng lấy gì làm lạ tôi chắc mình sẽ tìm được một số lăng mộ lớn tiền chẳng phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi có thể nói tôi chẳng bận tâm là có tiền hay không nhưng mà cuộc sống luôn đầy rẫy những mâu thuẫn tôi của ngày hôm nay lại quá cần đến tiền bố mẹ đều được nhà nước cấp dưỡng tôi không phải là gánh nặng gia đình tôi no thì cả nhà cũng chẳng ai chết đói nhưng mà những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường thì sao cha mẹ họ có ai phụng dưỡng săn sóc không tiền khám bệnh uống thuốc tiền học phí của em gái em trai họ dựa vào mấy đồng tiền túc còn chẳng đủ để mua lấy một con cá gỗ nữa trên chiến trường hình như ngoài tôi ra ai cũng có lý do để tuyệt đối không thể chết nhưng kẻ sống sót cuối cùng lại là tôi cái mạng này của tôi được đổi lại bởi chính mạng sống của hàng bao chiến hữu giờ tôi phải làm gì cho họ đây lúc này tuyền béo cũng tỉnh dụi dụi hai con mắt thấy tôi ngay ra nhìn lên trần nhà liền nói này nhất cậu đang nghĩ gì thế thực ra cậu không nói tớ cũng biết tối qua nghe mấy lời cái thằng cha răng vàng nói nên giờ động lòng chứ gì tớ cũng thấy ngứa ngái lắm rồi anh em mình rốt cuộc thế nào á tớ chờ nghe một câu của cậu thôi tôi lấy chiếc bùa hộ mệnh răng vàng tặng ra Tuyền béo này Cậu chớ coi thường cái thằng cha ấy là người tốt Nó cũng là con buôn thôi Có ăn Nó mới nhúng tay vào Cái móng vuốt này á Các mô kim hiệu quý Thuộc hạ của Tào Tháo thời Tam Quốc Vẫn thường đeo Thứ quý giá như vậy Lẽ nào lại tặng cho anh em mình dễ thế Nó biết tổng bản lĩnh của chúng ta rồi Định kiếm chút lợi lộc từ đây đó Tuyền béo bực mình Khốn nạn Sớm biết bộm chẳng tốt đẹp gì Lát ông đến Phan Gia Viên Bẻ phân cái răng bựa của bợm Ông quăng xuống hố xí cho coi Tuy nói vậy nhưng mà chúng tôi bàn bạc Thì vẫn nên lợi dụng nhau thì hơn Tạm thời chưa trở mặt với cái thằng cha ấy dội Tôi có một khuyết điểm là quá bợp chợp Làm việc không nghĩ tới hậu quả Thấy con đường trộm mộ này có thể đi được Mao chủ tịch nói Bất kỳ sự việc gì trên thế giới này Đều có hai mặt Việc tốt có thể biến thành việc xấu Và ngược lại đó chính là phép biện chứng. Trong lăng mộ của các bậc đế dương khanh tướng có vô số của cải báo vật, nhưng có thể nói những thứ ấy chỉ thuộc về chủ mộ thôi hay sao? Chẳng phải điều bốc lột của nhân dân hay sao? Lấy từ dân, theo lẽ phải dùng cho dân, sao có thể để chúng vĩnh viễn ngủ yên dưới lòng đất với đám xương khô ấy được? Muốn làm gì thì phải làm lớn. Lăng mộ trong dân gian cũng chẳng nhầm nhòa gì đa số là chẳng có gì đáng tiền. Giả lại lấy đồ của dân thì tổn hại âm đức lắm. Tôi đã từng nghe ông nội giảng về quy củ của mô kim hiệu quý, khác hẳn với bọn giặc trộm mộ. Bọn ấy toàn là một lũ khó chơi bời, thó bừa, xuống tay quá tuyệt tình, Mặt xác ông là trung thần hay là lương tướng, kệ thay ông là quan lại hay là dân đen, bới được ông nào, sơi ông ấy. Chẳng có quy củ gì cả, mà có khi cũng chỉ là mấy tên nông dân tự nghĩ ra thôi căn bản chẳng ra thể thống gì mô kim hiệu quý thì lại khác phàm là khai quật mộ lớn họ đều phải thắp một cây nến bên trong địa cung của hầm mộ đặt ở góc đông nam sau đó mới mở quan tài mô kim vật quý giá nhất của người chết luôn mang trên người một số mộ chủ là bậc dương hầu trở lên miệng đều ngậm ngọc châu mình đắp vàng ngọc trước ngực còn có ngọc hộ tâm trong tay chấp ngọc như ý Thậm chí cả hậu môn cũng được nhét bảo thạch Lúc động thủ Không được làm tổn hại đến di hài của người chết Phải nhẹ nhàng sờ nắng Từ đỉnh đầu đến gót chân Sau cùng nhất quyết Phải để lại cho người chết vài món bảo vật Trong lúc đó Nếu như ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ Bị tắt Thì phải trả ngay những thứ cầm được về chỗ cũ Kính cẩn Dập đầu ba lại Rồi men theo đường cũ mà chuồn ra bởi vì theo truyền thuyết thì trong một số ngôi mộ có hồn ma Còn vì sao mà những hồn ma ấy không vào cõi luân hồi Cứ ở trong mộ cả trăm năm, ngàn năm thì khó mà giải thích được rất có thể là vì không nở rời xa sự vinh hoa phú quý khi còn sống. Chết rồi, vẫn ngày ngày trong coi đóng của cải, gặp phải chủ mộ yêu của hơn mạng như vậy, thì chớ có gượng cướp đồ của nó. Cuối cùng, tôi với Tuyền Béo quyết định đã thế dứt khoát làm mô kim hiệu quý cho xong cái gì mà tự dấn lương tâm thì cứ coi như là bị chó nó ăn hết lương tâm rồi à mà không chỉ bị xén hết một nửa thôi mà vẫn không đúng cứ thử nhìn một góc độ khác xem giờ là thập niên tám mươi rồi chẳng phải đều kêu gọi cống hiến đó sao giờ cũng đã đến lúc để bọn dương công quý tộc bóc lột nhân dân lao động kia cống hiến chút ít rồi nhưng cái bọn ma quỷ ấy giác ngộ kém lắm chẳng mong chúng tự bò ra cống hiến đâu mấy việc này thôi để chúng tôi lo giúp vậy dòi tiền của bọn giai cấp phong kiến thống trị thu dọn từng cái đĩa bạc âu vàng phân chia ruộng đất kể ra công việc cũng không mấy rảnh rang phương hướng chiến lược đã xác định mục tiêu chiến thuật cụ thể và thực hiện ra làm sao còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng ba dùng hà nam Hồ Nam, Thiểm Tây là nơi phong trào trộm mộ thịnh nhất, mộ cổ không dễ tìm, giả lại nơi đông người thì hành sự bất tiện, ngoài ra còn phải che giấu bằng việc cày cấy lợp nhà, muốn làm tốt nhất đến những nơi rừng sâu núi thẳm dắn giấu chân người mà làm. Nếu nói đến rừng sâu núi thẳm, xét trong những ngôi mộ lớn mà tôi từng gặp, chắc chắn phải xếp ngôi mộ ở Tiêm Trâu đứng hàng đầu hồi lên núi về nông thôn ấy tôi hẳn còn quá trẻ chẳng hiểu biết gì dựa vào sự từng trải của tôi hiện nay mà phán đoán ngôi mộ ấy có lẽ trước thời bắc tống thời thịnh đường đa số chuộng lấy núi để làm lăng nếp ấy kéo dài cho đến tận đầu thời tống sau thời nam tống quốc lực dần suy di từ ấy chẳng còn lăng mộ hoàng gia nào dám làm công trình lớn như vậy nữa tuyền béo hỏi Chẳng phải cậu bảo trong núi tim trâu có ma đấy ư Tìm chỗ nào không có ma mà làm Anh em ta đối phó với người rừng Hay là gấu chó cũng chẳng sao Nhưng mà gặp phải ma Thì chẳng biết nên ra tay thế nào đâu nha Tôi mới bảo Thứ nhất trên đời này không có ma Những gì lần trước tớ nói với cậu Có thể chỉ là ảo giác do sốt cao Thứ hai Đây là lần đầu tiên mình hành động Không nhất thiết phải vào núi đâu Cậu còn nhớ ở làng Yến Tử có rất nhiều nhà cổ vật không? Bây giờ mình cứ lên thu mua lấy vài cái mang về đã, đỡ phải tốn sức đắn đo làm gì. Ngày hôm ấy, chúng tôi chia nhau chuẩn bị, Tuyền béo đi xử lý hết đóng băng cassette tồn động, còn tôi thì đi chợ đồ cũ, mua một số dụng cụ cần thiết như đèn pin, găng tay, khẩu trang, nến, dây thừng, bình nước. Cái làm tôi sướng ngất ngay chính là mua được hai chiếc xẻng công binh của Đức. Tôi cầm sẻn trong tay Cảm giác như gặp lại bạn cũ vậy Loại sẻn công binh này vốn dĩ được trang bị cho Sư đoàn đột kích dùng núi của Đức Trong thế chiến thứ hai Sao bị quân Liên Xô đoạt được rất nhiều Mối quan hệ Trung Xô Vẫn còn hữu hảo Một phần đã được mang vào lãnh thổ của Trung Quốc Sẻn công binh của Đức rất tiện Nhẹ có thể gấp lại treo ở thắt lưng Hơn nữa chất thép rất tốt Đừng nói là chỉ có đào đất, phạt đá đến khi nguy cấp có thể dùng làm binh khí dung một cái là có thể chém phăng nửa cái đầu của kẻ thù như chơi chỉ tiếc một điều là không mua được mặt nạ phòng độc năm xưa hồi cả nước tiến hành ba phòng chống dân chúng cũng được phân phát không ít mặt nạ phòng độc loại sáu không thỉnh thoảng vẫn thấy bán ở chợ đồ cũ nhưng mà hôm nay hơi bị xui nên không mua được đành để tính sao vậy Ngoài ra còn thiếu một số thứ, những thứ ấy đợi đến trại cương cương chuẩn bị sao. Tổng cộng tiêu hơn 1.500 tệ, chủ yếu là vì hai chiếc xẻng quá đắt, 600 tệ một chiếc, giá như cắt cổ. Cuối cùng trên người tôi chỉ còn lại có 6 tệ, vậy là không ổn, hết tiền mua vé tàu rồi. Cũng may, tuyền béo bán tống bán tháo hết cái đống băng cassette, trả tiền phòng trọ, bán nốt chiếc xe xích lô, cộng lại cũng hòm hòm được tiền lộ phí hai thằng ra mua vé tàu luôn trong đêm. Năm xưa khi rời nơi ấy, tôi còn chưa đầy 18, giờ mười mấy năm không quay lại rồi, cứ nghĩ sắp được thấy lại bà con đã nhiều năm không gặp, chúng tôi thấy hơi xúc động trong lòng. Chương 11 Hắc Phong Khẩu giả nhân cầu Tàu xuất phát lúc 2 giờ chiều hôm sau Chúng tôi hồi hộp Thao thức suốt đêm Tôi mới hỏi Tuyền Béo xem Tổng cộng là còn bao nhiêu tiền Tuyền Béo đếm một lúc Rồi bảo vẫn còn một trăm rưỡi Chút tiền này cũng đủ tiền ăn Và lộ phí quay về Tôi nghĩ một lúc Thấy như vậy không được Hai chúng tôi mười mấy năm không quay về đó Mang người không về thăm bà con Thật là không phải chút nào phải nghĩ cách gì để mà kiếm tiền mua quà cho bà con mới được Tuyền Béo nói Hay là bán quách miếng ngọc của cậu ấy Rồi lấy một ngàn hay là tám trăm gì cũng được Tôi liền bảo Cậu cứ giữ lại đi Tiên sư nhà cậu Hơi tí là nhâm nhe cái món ông bố để lại Bán đi rồi là không lấy lại được đâu Rồi có lúc hối cũng không kịp nữa Cuối cùng Tôi cũng tìm ra thứ đáng tiền một chút Tôi có cái đồng hồ cơ hiệu là Echo là mẫu hàng giới hạn sản xuất, cung cấp có định mức, có tiền cũng chưa chắc mua được, giá trị thị trường hồi ấy cũng phải hơn 200 tệ. Tôi đến Phan Gia Diên bán đồng hồ cho tên răng vàng. Cái thằng cha này cái gì cũng mua sắt, vừa nghe thấy bảo là chúng tôi sắp đi nội mong, nó còn tài trợ cho bọn tôi 100 tệ và hẹn với bọn tôi á, khi nào mà tìm được đồ sẽ để nó liên lạc với bên mua. Những năm 80 300 tệ đó đủ cho một gia đình phổ thông sống xa xỉ độ 2-3 tháng là một số tiền rất lớn. Cầm 300 tệ này tôi đi mua khá nhiều đồ ăn, mấy loại như là mứt, sữa, đồ hộp, sô-cô-la, trà, những thứ mà ở vùng núi người ta hiếm khi được ăn. Còn lại bao nhiêu tiền thì đổi hết sang phiếu lương thực toàn quốc ở chợ đen. Hành trình hai ngày đêm trong tâm trạng tràn trề mong đợi, rõ ràng là có chút rề rà chậm chạp đến gà lại còn phải ngồi xe kéo một ngày nữa, sau đó đi đường núi thêm một ngày một đêm nữa. Chúng tôi đi vào trong núi chưa được một ngày đã không tài nào cất chân lên nổi nữa, đồ thì mang theo quá nặng, mỗi người gần như phải chịu đến hơn 50 cân. Tôi cố nghiến răng thì cũng gắng gượng được, nhưng mà tuyền béo thì quả thật không đi nổi nữa rồi. Ngồi dưới gốc cây to, thở hổn hển nói không ra hơi. Cũng may gặp được một tay kế toán ở trong làng ra ngoài làm việc. Hồi bọn tôi tới đây lao động, nó mới là một thằng trống choay Cả ngày cứ lẻo lẻo theo mong của chúng tôi chơi đùa, mở miệng ra là anh nhất, anh tuyền béo. Kế toán thấy chúng tôi, mang theo nhiều hành lý, vội chạy về làng gọi mấy người dắt lừa ra đón. Những người có tuổi, bọn tôi đều quen cả. Còn hai con bé 12, 13 tuổi kia, chắc là sau khi chúng tôi đi khỏi rồi mới ra đời cả hai đều gọi tôi bằng chú nghe mà cứ thấy ngượng nghịu cả người tôi hỏi kế toán ủa sao trong làng không thấy anh em đàn ông đâu nhỉ kế toán đáp lời những người có sức khỏe trong làng đều đi theo đoàn khảo cổ làm việc rồi sao cái vụ động đất lớn ở đường sơn hồi năm bảy sáu ấy tuy ở chỗ ấy cách bọn em ở mười vạn tám ngàn dặm nhưng mà cùng thuộc một dải địa chấn động đất làm cho quả núi tim trâu trong lạc ma câu tách ra bên trong có nguyên một ngôi mộ lớn như là tòa cung điện vậy mấy người bạo gan ở trong làng đều chạy vào đó quân đồ ra cái chỗ ấy đồ tốt ngập lên tận đầu ấy chứ kết quả chẳng hiểu sao lại đến tay của chính quyền quyện đoàn khảo cổ cũng theo tới luôn người ta bảo đó là lăng mộ của bà tiêu thái hậu nước đại liêu bèn gom hết đồ tốt ở trong nhà mọi người mang đi không giữ lại cái thứ nào cả. Đội khảo cổ cũng không bỏ qua mấy cái thứ ở trong núi Tim Trâu, hình như bảo bên dưới còn rất nhiều đồ tốt có thể đào lên. Vậy là họ thuê dân lao động trong làng đi làm hết, được ăn được uống no nê lại còn trả một ngày ba tệ nữa. Cứ thế làm đến mấy năm rồi vẫn chưa xong, bao nhiêu người vẫn còn làm ở trong đấy đấy. Tôi với Tuyền Béo nghe vậy suýt nữa học máu mồm đúng là dám động thổ trên đầu thái tuế rồi cả phật gia mà cũng vỗ mong không tự nhưng cũng hết cách không thể tranh địa bàn với đoàn khảo cổ cục văn vật ấy được đã đến rồi thì cứ ở lại chơi vài ngày rồi tính tiếp lúc về nghĩ cách kiếm chỗ khác cũng được dù gì thì mộ cổ lớn có phải chỉ có mỗi một ngôi mộ ở tiêm trâu đâu lúc sắp về tới làng bà con biết tin đều đứng đợi trước cửa mọi người xúm xích cả lại ân cần thăm hỏi yến tử dắt theo con gái tới vừa khóc vừa nói ôi trời ơi anh nhất anh tuyền béo chúng tôi nhớ các anh chết mất sao đi bao nhiêu năm như vậy mà chẳng có thư từ bố của yến tử ôm chặt lấy bọn tôi hai cái thằng ranh này biến là biến mất tâm mất tích đợt này mà không ở lại hai ba năm tao chẳng cho thằng nào đi hết á Tôi và Tuyền Béo đều khóc cả. Tuyền Béo ở đây những 60 năm, còn tôi chỉ có một năm thôi. Nhưng mà người dân ở nơi này thật thà chất phát. Anh sống ở đây, mọi người sẽ mãi mãi coi như là người thân vậy. Nơi đây vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Không có điện, không có đường quốc lộ. Không ít người cả đời vẫn chưa nhìn thấy đèn điện thế nào. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, thầm nhủ đợi khi có tiền nhất định sẽ xây một con đường lớn cho dân làng nhưng mà đến khi nào bọn tôi mới có tiền đây lúc này ông bí thư chi quỷ già trong làng cũng được dìu tới chưa đến nơi đã nói gian những đứa con của chủ tịch quay lại rồi sao chủ tịch hiện giờ thế nào rồi đại cách mạng văn hóa làm tới đâu rồi tôi nghe mà thấy rầu rĩ ông chủ tịch giờ có khỏe không tôi biết làm sao được chứ tôi vội chạy đến đỡ cánh tay của ông già chủ tịch vẫn khỏe à giờ ngày nào cụ cũng nằm ở trong nhà tưởng niệm á bà con ai nhớ cụ mua vé là có thể vào thăm cụ thôi à mà đúng rồi cách mạng văn hóa đã kết thúc từ lâu rồi ông à giờ đồng chí á, tiểu bình á, đang lãnh đạo mọi người cải cách mở cửa kìa. à ông già hình như không nghe thấy tôi nói gì kéo dài giọng hỏi lớn sao đồng chí tiểu minh làm gì hả yến tử đứng bên cạnh nhắc tôi nè đừng có nghe ông cụ nói nữa cũng chẳng biết làm sao năm bảy ba ông cụ điếc luôn rồi đã không còn nghe rõ lại còn lẩm cẩm nữa giờ tôi mới hiểu quá ra là như vậy tôi nói to vào tai của ông cụ bí thư chi quỷ ơi con mang cho cụ nhiều đồ ăn ngon lắm lát con đưa cụ cụ để ăn dần nha mọi người vừa đi vừa trò chuyện thoát cái đã vào làng Ông bí thư chi quỷ còn nói lớn phía sau Các con ơi Chúng mày có về thì nhớ báo cáo với cụ chủ tịch Làng chúng ta kiên quyết ủng hộ công cuộc Đại cách mạng văn hóa Giai cấp vô sản Phải làm thế nào thì cứ làm thế nha Buổi tối Chiếc bàn con đặt ở trên giường đất nhà Yến Tử bày đầy gà rừng xào Rồi đùi nai hung khói Giữa bàn còn đặt một nồi canh dưa thịt lớn chồng của yến tử trước kia cũng quen biết với chúng tôi cả bận này anh chàng làm việc ở núi tiêm trâu tạm thời chưa gặp được bố của yến tử ngồi cùng chúng tôi uống rượu tán chuyện tôi nhắc đến ngôi bộ cổ ở núi tiêm trâu rồi tiện hỏi luôn xem ở trong dãy núi lớn này còn có mộ quý tộc thời xưa hay không vậy từ xưa đến giờ người dùng cao luôn cho trộm mộ là một nghề làm thêm không hề có vấn đề đạo đức gì ở đây hết cả miền bắc là như vậy dùng tương tây miền nam còn coi cướp của giết người là nghề phụ người dân nơi ấy ban ngày làm nông đến tối làm cướp ẩn náu ở trong rừng chuyên giết khách buôn tỉnh ngoài đi qua đấy xưa nay chưa từng để ai sống sót trở về cả đó cũng là do hoàn cảnh sinh tồn của cả trăm ngàn năm dồn ép gần núi nhiều củi đốt gần sông thì lắm cá ăn ở nơi sơn cùng thủy tận thì ăn một cổ ăn của những kẻ qua đường chỉ cần chung quanh có mộ cổ Thế nào cũng có người đến quật lên Ở miền biên diễn Phép vua thua lệ làng Tuy những lẽ ấy Đứng ở một góc độ pháp luật mà xét Thì chẳng ai có thể biện bạch cho thông Mộ cổ ở đây Phần lớn niên đại lâu đời Trải qua bao cuộc bể dâu Sớm đã chẳng còn dấu hiệu gì rõ rệt Nếu không cũng bị người dân đào sạch từ lâu rồi Bố của Yến Tử kể rằng Rất lâu về trước hồi còn chưa giải phóng làng này cũng từng có vài tay trộm mộ nghiệp dư trẻ tuổi hồi ấy còn chưa biết núi tim trâu có mộ bọn họ tìm tới một nơi được nhắc tới trong truyền thuyết đào mộ lấy vàng kết quả chẳng hiểu gặp phải cái gì tất cả đều có đi không về chú của yến tử chính là một trong số đó nơi được nhắc đến trong truyền thuyết ấy bố của yến tử cũng biết vị trí đại khái của nó nhưng mà trước giờ đều không dám đến Nhắc đến chuyện xưa, ông cụ đắm mình trong dòng hồi ức, chăm điếu thuốc Jabuli, bập bập môi hút mấy hơi, trầm tư một lúc rồi mới cất tiếng. Chúng bày định đi tìm mộ cổ hả? Gần khu này ngoài núi Tim Trâu ra thì chẳng còn đâu cả. Nhưng mà nghe các cụ kể, từ đây đi theo hướng Bắc, băng qua rừng Đoàn Sơn tiến vào núi. Đi năm ngày đường ở Hắc Phong Khẩu, giáp với biên giới Trung Mông, có giả nhân câu tương truyền là nơi ấy toàn là lăng mộ của dương công quý tộc nước kim có điều nơi đó vắng người lại có người rừng lui tới chuẩn bị liệu có gan đi không vậy cái tên giả nhân câu ngày xưa tôi cũng đã từng nghe nói nhưng mà chưa từng nghe báo là có mộ cổ nhóm trộm mộ lần đó rốt cuộc bị hại bởi cái thứ gì đừng nói tôi và bố yến tử không biết mà cả cái làng này cũng tịnh chẳng ai biết trong rừng sâu núi thẳm nguy hiểm quả thật là quá nhiều các loại mảnh thú thậm chí là cả thời tiết thay đổi môi trường tự nhiên đều có thể lấy đi tính mạng của người ta nếu đụng phải dũng lầy thực ra là một dạng đầm lầy hình thành bởi lớp lá khô sau khi bị nước mưa bào mòn nát rửa sảy chân xa xuống đấy thì dẫu có là thần phật cũng chẳng thể thoát ra được chúng tôi quyết chí đi tìm bố yến tử cũng không căn nổi trong làng chưa một ai thực sự từng tới giả nhân câu ở hắc phong khẩu cả mà chỉ biết vị trí đại khái thôi vì nơi ấy giáp biên giới cũng không có người sinh sống dân làng dẫu là vào núi săn bắt hay là kiếm lâm sản cũng chẳng thể đi xa đến vậy cộng với bố yến tử đã có tuổi rồi lại mắc bệnh thấp khớp không thể lên núi được yến tử bây giờ thì lại đang mang thai cháu thứ hai cũng không thể đi xa được thanh niên trai tráng trong làng đều đến làm việc ở khe lạc ma trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không về bố của yến tử nói tào không đích thân dẫn chúng bay đi trước sau cứ thấy không có yên tâm thực ra giả nhân cầu nguy hiểm không phải ở người rừng mà cái chính là địa hình của nó phức tạp vừa đến mùa đông là nó có bão tuyết vào đó rất dễ bị lạc đường có điều giờ là đầu thu không cần lo chuyện ấy chúng bay có đi thì nhất định phải đem theo mấy con chó tốt lại phải tìm người dẫn đường giỏi làng mình á mấy năm nay có nuôi mấy con chó ngao bận này chúng bay á, mang đi hết đi chó ngao không phải chỉ riêng chó ngao tây tạng ở vùng đông bắc người ta cũng gọi loại chó dữ có hình thể to lớn là chó ngao không hoàn toàn giống với chó ngao tây tạng những dân chăn nuôi săn bắt sống trong thảo nguyên rừng sâu miền bắc hay bị lũ giả thú như là sói đàn và gấu đen uy hiếp dựa vào chó săn thông thường thì rất khó đối phó. Họ bèn học theo cách nuôi chó ngao Tây Tạng mà nuôi chó ngao. Tục ngữ có câu chín chó một ngao. Ý câu nói không phải bảo trong chín con chó sẽ cho ra được một con chó ngao. Phải là chó mẹ có giống tốt đẻ ra một lứa chín con, đem chín con chó ấy nhốt xuống dưới hầm đất từ khi còn đỏ hỏn, không cho ăn uống để chúng tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng cái con duy nhất còn sống chính là ngao. Chó ngao bản tính dũng mãnh vô cùng Ba con chó ngao đủ để xé tan sát một con gấu người trưởng thành Cả làng tổng cộng có ba con ngao Cộng thêm năm con chó săn tốt nhất Tất cả giao lại cho chúng tôi Bố Yến Tử lại giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường tên là Anh Tử Anh Tử mới 19 tuổi là người lạc luân xuân Một dân tộc rất ít gặp Trong lớp thợ săn trẻ của làng Không ai xuất sắc hơn Anh Tử Cô là một tay súng thần nổi tiếng trong vùng Chớ có thấy cô còn trẻ mà coi thường Từ nhỏ anh tử đã theo cha vào rừng đi săn Trong rừng không có chuyện gì là cô không biết cả Ba con chó ngao trong làng Thì có đến hai con là do đích tay của anh tử nuôi nấng. Trước khi xuất phát Tôi lại nhờ Yến Tử giúp chuẩn bị một số thứ như là lòng chim, gạo nếp, móng lửa đen, xà beng, một thùng giấm to và rượu trắng. Sau khi thu xếp xong xuôi bố của yến tử cứ dặn đi dặn lại quả thật không tìm thấy thì đừng có miễn cưỡng đi sớm về sớm rồi tiễn chúng tôi ra tận khu đoàn sơn mới quay về tôi tương đối tự tin mình có thể tìm ra mộ cổ chỉ cần đến được giả nhân câu không có mộ thì đành chịu nếu có thật tôi nhất định sẽ tìm được chuyện đào mồ trộm mã này tôi học được một ít từ sách vở còn phần nhiều là hồi trước nghe ông nội tôi kể lại ông nội tôi Hồ Quốc Hoa từng làm sĩ quan cho quân Việt cũ thuộc hạ của ông có mấy tay lính từng đi theo tên đại đạo Đông Lăng Tôn điền Anh từng nhiều lần tham gia khai quật lăng mộ lớn kinh nghiệm rất phong phú những điều ông tôi biết được đa phần đều nghe họ kể mà ra cả xưa nay trộm mộ thường phân làm hai loại quan trộm và dân trộm quan trộm là loại ngang nhiên đốt đuốc giác gậy đi đào xới chuyên chọn lăng mộ vua chúa mà ra tay sở bá dương hạng vũ cuối đời tần có thể coi là ông tổ của dòng họ trộm quan vậy còn như mô kim hiệu quý thời tam quốc bất quá chỉ là hệ thống lại cái dòng trộm quan hình thành nên dây chuyền tác nghiệp mà thôi trong dân gian cũng phân ra hai loại nghiệp dư và chuyên nghiệp bọn nghiệp dư thì có thứ nào đào thứ nấy dân chuyên nghiệp hơn một chút thì chỉ đào mộ đám dương công quý tộc mộ nhỏ hơn thì chẳng thèm để mắt mấu chốt của việc trộm mộ nằm ở chỗ có tìm được mộ cổ hay là không. Đây là một ngành học cực kỳ nguyên thâm. Trung Quốc đã trải qua mấy ngàn năm thay triều đổi đại, biến hóa thịnh suy. Cách xây dựng và chọn vị trí cho lăng mộ đế dương đều không giống nhau. Thời Tần Hán, trên làm sao, dưới phỏng theo làm vậy. Phần nhiều là mộ hình đấu úp. Đấu úp tức là chỉ hình dạng giống như cái ụ đất, như đem cái đấu đông gạo mà lật úp lại đậy lên trên dậy bốn bề thấy rõ góc cạnh đỉnh trên cùng là một sân vuông nho nhỏ hơi giống như là kim tự tháp ai cập chỉ có điều lăng mộ trung quốc nhiều hơn một cạnh so với kim tự tháp của nền văn minh thất lạc mà già phát hiện ở nam mỹ thì giống nhau đến kinh người giữa chúng có quan hệ thế nào thì cũng chẳng ai đoán ra được thời đường mở núi làm lăng công trình kỳ dĩ khí thế hào hùng điều này cũng liên quan đến quốc lực đại đường thời bấy giờ lăng vua chúa đời đường đâu đâu cũng toát lên phong thái của đế quốc đệ nhất thiên hạ duy ngã độc tôn khoảng thời gian từ thời nam tống đến cuối minh đầu thanh họa đau binh liên tiếp diễn ra mấy đợt thiên tai lớn nhất trong lịch sử cổ đại trung quốc cũng đều xảy ra vào thời kỳ này sức nước suy yếu quy mô lăng tẩm của quý tộc dương công cũng chẳng được xa qua như trước nữa sau nữa đến đời Thanh, thời kỳ Khang Hy, Càng Long, sức sản xuất và nền kinh tế đất nước được khôi phục mạnh mẽ. Phong cách kiến trúc của các lăng mộ cũng vì thế mà thay đổi. Chú trọng hơn đến kiến trúc trên mặt đất, kết hợp với giường cảnh và tông miếu tế tự. Do tiếp thu kinh nghiệm chống trộm của các triều đại trước, kết cấu của địa cung mộ thất thời thanh kiên cố vô cùng là loại khó sợ nhất. Nhưng mà suy cho cùng, bất kể triều đại nào, hình thức mộ tán hàng ngàn năm của Trung Quốc đều dựa vào bố cục ngũ hành phong thủy diễn dịch từ 64 quẻ của Phục Hy. Đều mong chiếm trọn hình thế của thiên hạ, tùy muôn hình vạn trạng mà chung một căn nguyên. Xét đến ngọn nguồn thì bất quá cũng chỉ là cầu đến tám chữ trong dòng tạo hóa trời người một thể mà thôi. Văn hóa mộ tán là nét đặc sắc của nền văn minh Trung Hoa có ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số như Mông Cổ, Hồi Khất, Thổ Phồn, Kim Sĩ, Ô Tôn, Tiên Ti, Sa Dân, Nữ Chân và Đảng Hạn. Cách thức bố cục lăng tẩm của họ đều mô phỏng theo hình thức của Trung Nguyên, nhưng quá bán chỉ là bắt chước được bề ngoài mà thôi. Có thể nói, chỉ cần biết cách xem xét mạch hướng của núi non sông ngòi trong thiên hạ, thì mộ cổ giàu có chung giấu sâu hơn nữa cũng dễ dàng tìm ra cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước chính là rừng nguyên sinh bạc ngàn vô tận anh tử dắt tám con chó to đi trước dẫn đường tuyên béo kéo theo một con ngựa lùng chở lều bạc và các trang bị khác tôi xách súng săn đi sau ba người tiến vào trong dãy non cao núi thẳm của vùng biên giới trung mộng tuyên béo vừa đi vừa hỏi anh tử ở phía trước cô em nè người rừng ở giả nhân câu rốt cuộc là thế nào vậy người rừng nó ra làm sao cô em có thấy bao giờ chưa anh tử quay lại đáp em cũng không biết người rừng là thế nào nghe ba em nói mấy năm gần đây rất nhiều người thấy nó nhưng mà chẳng có ai bắt sống được cả chết cũng chẳng thấy xác đâu người thấy rồi cũng chẳng nói rõ được rốt cuộc hình dạng nó như thế nào tôi ở phía sau cười nói tiên sư tuyền béo dốt ơi là dốt nghe cái tên là phải biết ngay chứ người rừng tức là người sinh ra trong rừng chứ còn gì từ rài phải học hành cho cẩn thận nghe chưa mà có biết người sinh ra trong rừng là sao không tức là có thể từ trong đất mọc ra cũng có thể từ trên cây đơm xuống thế nào cũng không phải do người tạo ra câu chuyện về người rừng ở thần nông giá tứ xuyên đã có lâu rồi hồi tôi còn trong quân ngũ đã từng nghe kể nghe nói có một chiến sĩ giải phóng quân từng bắn chết một người rừng ở thần nông giá thi thể nó rơi xuống vách núi treo leo hang vạn trượng cuối cùng cũng chẳng rõ rốt cuộc là người rừng hay là người hay chỉ là một con đười ươi mọc đầy lông thôi hầu hết tất cả những nhân chứng từng nhìn thấy người rừng đều nhất loạt khẳng định người rừng cao to khỏe mạnh khắp mình mọc đầy một lớp lông tóc dài đen nghe anh tử kể giả nhân câu ở hắc phong khẩu trước kia không gọi là giả nhân câu mà gọi là tử nhân câu. Nhưng truy về xa xưa hơn nữa thì khe ấy cũng chẳng phải gọi là khe người chết mà được gọi là bổng nguyệt câu, giống là khu mộ địa của quý tộc nước Kim. Về sau, khi quân Mông Cổ đại phá quân chủ lực của nước Kim tại Hắc Phong Khẩu, thay chất như núi cao, người Mông Cổ đem xác chết ném xuống khe này, cả khe núi gần như bị lấp đầy, thế nên người dân nơi đây mới gọi là tử nhân câu sau nữa có người nhìn thấy quanh đây có người rừng đồn qua đồn lại cuối cùng tử nhân câu được thay thế bằng tên giả nhân câu người rừng cũng chẳng có gì đáng sợ có lợi hại hơn nữa thì cũng liệu đọ được với lũ chó ngao này không trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra một ý tưởng không biết ngoài chợ người rừng bán được bao nhiêu tiền nhưng lập tức lại nghĩ làm như vậy thật là vô nhân đạo Tốt nhất không nên đụng tới vật sống Vẫn nên tập trung vào đào mộ cổ thì hơn Do có ngựa nên không thể trèo qua ngọn núi nào quá dốc Gặp núi lớn thì đành phải đi vòng Đoạn đường này chúng tôi đi cực kỳ chậm Cũng may rừng nguyên sinh vào thu Cảnh sắc tươi đẹp Muôn nẻo ngàn non Rải một màu lá cây đỏ vàng chen lẫn Khiến cho người ta đắm nhìn Mà quên đi mệt mỏi Thì thoảng lại thấy nơi xa xa trong rừng chạy ra một vài con trĩ, con thỏ, hưu bào hay là quẳng. Anh tử cứ liền để mặc cho mấy con chó đuổi theo bắt. Đến tối, chúng tôi dựng lều nghỉ ngơi, hái ít nắm cỏ hương liệu trong rừng, đốt lửa trại đun nướng. Tôi và Tuyền Béo đều ăn no đã đời, bao ngày nay đã được ăn bữa thịt nào thịnh soạn đến thế đâu. Đi đường trong núi nếu không mang theo chó thì có thể ngủ ở trên cây Chúng tôi dẫn theo ba con chó ngào lớn lại thêm năm con chó săn to nữa. Lực lượng như vậy trong rừng gần như là chẳng có đối thủ, trừ phi gặp phải ba con gấu người trở lên. Anh tự nói chó ngao là khắc tinh của gấu người. Gấu người trong rừng chỉ cần nghe thấy tiếng chó ngao thì lập tức tránh đi thật xa. Cho nên đêm ấy, chúng tôi ngủ cả trong liều, lũ chó săn trung thành nằm xung quanh canh gác. Chẳng có gì phải lo cả lũ chó ấy so với con người thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tình hình của anh tử song sáo hơn hẳn yến tử hồi trẻ, thuộc tiếp người, nói phải nghe, đe phải sợ, đi đường nào, ăn thứ gì. Mọi việc phải rầm rắp, phải nghe theo cô hết, ai bảo cô là người dẫn đường cơ chứ. Mấy con chó kia cũng đều nghe anh tử cả. Tuy tôi đã quen làm đại đội trưởng, nhưng mà trước mặt cô thì cũng chỉ biết gắn nhịn làm anh binh nhất quèn thôi. Có điều anh tử cũng thật tài tình, săn bắn, tìm đường, kiếm nước suối, phân biệt nấm nào có độc, nấm nào không. Ở trong rừng sâu phải tìm mọc nhĩ, nấm hương, quả hồng, quả phỉ, đẳng sâm ngũ vị tử. Ôi, hầu như thứ gì cô cũng biết. Hơn nữa trong núi có những loài vật tôi cũng chẳng biết tên gọi là gì, cả đời chưa bao giờ thấy. Vậy mà anh tử đều kể ra danh dách, đây là con gì, sống ở chỗ nào, thức ăn chính là cái gì dùng bẫy gì để bắt sống tôi với tuyền béo mắt tròn mắt dẹt lắng tai nghe chỉ thốt lên được hai tiếng bãi phục người ngạc luân xuân là những thợ săn bẩm sinh ba chữ ngạc luân xuân là tên chính phủ gọi dân tộc này thực ra không chuẩn xác lắm có lúc họ cũng tự xưng là ngạc nhi xuân hay là nga lạc xuân có nghĩa là kẻ săn hưu lãng du trong núi rừng bát ngát bọn họ quanh năm rong rủi trong khu rừng già tiểu hưng an lĩnh sống cuộc sống săn bắt du mục hồi trung quốc vừa giải phóng dân số ngạc luân xuân sót lại chẳng quá một ngàn nhà nước cho họ rời khỏi rừng già khắc nghiệt để sống định cư một chỗ nhưng dân tộc của họ có một lòng sùng kính và ngưỡng vọng gần như thần quá đối với cuộc sống du cư săn bắn của tổ tiên họ tôn thờ đạo saman sùng bái thiên nhiên Tuy đã sống định cư nhưng vẫn thường xuyên vào rừng để săn bắn. Trên đường ai cũng kiệm lời, có nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn, sớm lên đường, tối nghỉ ngơi, đi liền 6 7 ngày trời trong rừng nguyên sinh. Cuối cùng thì cũng đến Hắc Phong Khẩu, giáp biên giới Trung Mông. Rừng ở Hắc Phong Khẩu rậm rạp đến mức khó tưởng, vào sâu bên trong dường như không có chỗ nào đứng chân, toàn những loài cây chịu rét như bạch hoa, bạch dương, thông biển, thông rụng lá dưới đất thì cành khô lá rụng lớp nọ chồng lớp kia người đi thì còn đỡ chứ ngựa thồ còng kềnh thường bị sụp chân xuống dưới lắm lúc chẳng thể nhấc chân lên được lúc ấy chúng tôi đành phải gồng hết sức mình kẻ xô người kéo cứ thế vừa đẩy vừa đi từng bước tiến về phía trước cũng chẳng biết lớp đất dưới cùng đã được bao nhiêu năm rồi cành lá mục nát và xác của lũ động vật bị kẹt chết bên trong bốc lên từng đợt mùi thối Mùi xú quế ấy với mùi hoa thơm, mùi thông biển càng trở nên kỳ cục. Mới đầu thì hơi khó ngửi, nhưng mà ngửi nhiều thì lại khiến cho người ta thấy nghiện. Đến hát vòng khẩu, những việc còn lại là của tôi rồi. Chúng tôi tìm được một hẻm núi, nơi đây chắc chắn là giả nhân cầu trong truyền thuyết. Bề ngoài nơi đây không có gì đặc biệt, cũng chẳng hiểm yếu như là ở khe lạc ma. Nhưng đây chỉ là cảm giác trực quan thôi. Anh tử nói xem chừng trong hẻm núi này Chắc chắn là có dũng lầy Nhất thiết phải nhìn cho rõ Rồi mới bước tiếp Xa vào cái dũng ấy thì không thoát ra được đâu Nếu muốn xuống giả nhân câu Mỗi người phải chuẩn bị một cây gậy gỗ Đi dò đường Lớp lá phía dưới thật sự quá sâu Còn ghê hơn cả đầm lầy Cũng may giờ không phải là mùa mưa Nếu không thì đừng hồng đi xuống Giả nhân câu Thuộc một khúc của giải Đại Hưng An Lĩnh thế núi hai bên thoai thoải cả hẻm núi nhìn thông hướng nam bắc hai đằng đông tây đều là đồi núi trong năm thời gian ánh mặt trời chiếu vào khu chính giữa rất ngắn có vẻ âm u tĩnh mịch trong hẻm núi chất đầy lá cây cỏ dại mục nát ngoài những lùm cây nhỏ thấp lè tè thưa thớt thì chẳng mọc bất cứ loại cây gì rời khỏi hẻm núi cây cối lại càng thưa hơn rừng nguyên sinh đến đây là hết đi về phía trước hơn 200 dặm nữa chính là thảo nguyên ngoài mông bát ngát. Lúc này hoàng hôn sắp xuống, dần dương đỏ máu treo cuối dầm trời. Chúng tôi leo lên sườn núi, phóng mắt nhìn xa, chỉ thấy mặt trời tựa hồ sắp rụng. Trải khắp phía chân trời xa xăm là những đám mây đỏ nặng, cả bầu trời như bị nhuốm bởi những gam màu sơn dầu đậm đặc. Rừng cây um tùm, phủ che dãy núi trải dài trùng điệp cõi thảo nguyên mênh mông phía trước giờ trở nên mờ ảo mông lung trong tầm mắt thật là núi thẳm biển xanh tàn dương đỏ máu tuyền béo ngắm nhìn cảnh đẹp trong lòng hân hoan nhất cảnh ở đây đẹp quá mình đi chuyến này thật là chẳng uổng công chút nào điều tôi băn khoăn nhất chính là ngôi mộ cổ trong giả nhân cầu. tôi quan sát kỹ lưỡng địa hình quanh vùng rồi đối chiếu với cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật sau đó lại lấy la bàn ra xác định phương vị bát quái trong lòng ngầm reo coi như đã tìm đến nơi rồi mẹ tiên sư trong hẻm núi này ắt có mộ cổ của bọn quý tộc giả nhân câu tên gốc là bổng nguyệt câu địa thế nơi đây vững chắc hào hùng có khí thế nuốt trôi dạng vật một bên là thảo nguyên bên kia nối liền với giải đại hưng an lĩnh đại thảo nguyên mông cổ thì như biển cả mênh mang còn bỗng nguyệt câu thì như một dòng suối lớn đổ dồn ra biển. Tuy phong thủy nơi đây không đủ để mai táng đế dương, nhưng tán quan lớn như đại tướng quân hay là dương gia dạng hộ thì dư sức. Đợi đến khi trăng trôi giữa trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho chúng tôi đến vị trí cổ mộ.